Vậy con hả? Gì vậy con? Nó về nó giành chỗ con ngủ á hả? Nó lên nệm con nó ngủ mất tiêu rồi. Ba mẹ giành lại cho con đi. Mong mà. Milo ơi, Milo đâu rồi? Milo giành chỗ bông ngủ rồi cả nhà ơi. Ồ, bây giờ nó khều rồi kìa đó, nó kêu trả lại chỗ cho nó ngủ đó. Đừng cắn em nghe con. Cắt bắt chí cho em đi. Đừng cắn em nghe. Nha. Ủa, ừ. Tại sao con khiêu em không có bắt, không có cắn em, bắt chí cho em thôi. Chỗ người ta ngủ mà là khiêu cái hà. Khiêu bông bông cũng không giữ, bông không giữ. Em ngủ đây, em đang ngủ đây nè, để cho em ngủ đây, để cho em ngủ nha, để cho em ngủ đây nha. Mày hung dữ quá da bông. Milo, Milo, Milo là mẹ nè. Milo, Milo ơi, Milo à, Milo ơi, Milo à, nó quậy quá Milo ơi. Coi cái ông nè, ông này cũng hung dữ rồi nè, trời ơi trời, ông